Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là Samsung Galaxy A7 218 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy A7 218, lỗi hỏng cầm địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy A7 218, quý các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ Di động Cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy A7 218 nói chung và phần màn hình cảm ứng của A7 218 nói riêng thay mới bạn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng, quý các bạn chỉ cần liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn, quý các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship tất cả các linh kiện trên A7 218, A750 đến tận địa chỉ hai yêu cầu. Quý bạn nhận được, quý bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Cảm ơn quý bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của A7 218, A750 hàng đầu Việt Nam. Cảm ơn quý bạn.